Hello. Ui, nấm, nấm nhanh thế nhở? Cô chào nấm, cô chào Thành Đạt nhá. Hello. Annyeonghaseyo. Thu Hiền này. Cô chào Thu Hiền, cô chào Phan Đạt. Ui. Konnichiwa. Konnichiwa à, konnichiwa là tiếng 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 Nhật đúng không? Rồi cô chào nha. Ui, các bạn ơi, gọi lên nhanh thế. Cô Dung chào các con nhá. Chào Hoàng Giang, à chào Hoàng Trang, chào Giang. Ôi Giang lên fan cứng rồi à? Chào Phan Quỳnh, Huỳnh Như, Huỳnh Văn Quý. Ok, hello. Xin chào Kim Quý, Nguyễn Thanh Xuân. Những bạn được fan cứng cô gọi tên trước nhá. À, Khánh Đàn Liên Nhi, Nguyễn Hoàng Minh. Ok, vô diện. À, Dung Nguyễn cũng fan cứng rồi nè. Chào Minh Ân. Anna, chào con. Hạ Nhật. Ôi, hôm nay con vào sớm hơn mọi hôm luôn. Hôm nay con Nhung lên đúng giờ chưa? Chuẩn giờ luôn nhá. 8 giờ, đúng 8 giờ luôn. Uầy, 1 phút, 1 phút 24, 25 giây mà đã có 78 bạn rồi. Chưa cần cô Nhung nói làm nhiệm vụ, các bạn đã bắt đầu làm nhiệm vụ rồi đúng không? Nhiệm vụ thứ nhất là chia sẻ giúp cô livestream này. Nhiệm vụ thứ hai là đăng tên những chiến hữu cùng học với mình vào nhá. Cô Nhung không chưa gọi đến hết tên các bạn luôn. Hương Thắm Việt Dũng này, Vũ Diệu Hân, Hoàng Minh. Hoàng Minh đã làm nhiệm vụ luôn rồi. Phan Đạt cũng như thế. À, Mỹ Duyên, cô chưa xét tin nhắn của con. Ok, chào Giang nhá. Mực xiên nướng Phương Nhi đấy, bạn Phan Đạt, bạn tích rất là có nhiều bạn thân và rất là nhiều bạn tốt đây đúng không? Các bạn phải nhớ cảm ơn các bạn. Nếu mà các em được, các con được tăng vào, các con được học với cô ấy, thì các con phải nhớ phải cảm ơn các bạn mà tăng mình nhá. Bởi vì là những bạn đó thực sự là mong muốn điều tốt đẹp nhất cho các con đúng không? Đấy, muốn cùng dắt tay các con vào trường cấp 3, ngôi trường yêu dấu, sẽ ghi dấu thời thanh xuân của các con nhá. Ok, cô Nhung chào. Ui, Vinh Vinh Duy Tô tăng cho cô rất nhiều bạn này. Ok, Nguyễn Thủy fan cứng. Hả, cô like hai nhóm á? À ừ, cô đăng chéo lên trang fanpage học văn cô Hoàng Nhung nữa. Đấy. Nhá. Hello. Đấy, cô Nhung cứ mày nhìn sang cái phần comment của các con nhưng cô Nhung chưa nhìn thẳng vào camera. Hôm nay cô Nhung chào các con nhá. Chúc các con một buổi tối thật là vui vẻ. Tối ngày hôm nay thì thực sự là bắt đầu cái livestream này thì cô Nhung chưa biết nói cái gì hết nữa cả, vì là một buổi tối ngày hôm nay rất nhiều cảm xúc, bởi vì cái tác phẩm mà chúng ta sắp 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 học đúng không? Đấy, như cô Nhung đã cảnh báo trước với các con từ chiều đấy, đó là cái hàm lượng kiến thức lịch sử trong này rất rất là nhiều, và vì thế nên các con sẽ thấy được là cái độ khó của văn học trung đại thực sự nó đã đến rồi đúng không? Đấy, với cái bài Chúa Trịnh, chuyện cũ trong Phủ Chúa Trịnh hôm trước chúng ta học ấy, thì các con đâu đó cũng đã thấy cái hàm lượng kiến thức lịch sử nhiều rồi đúng không? Đó, thế nhưng mà đến với cái bài Hoàng Linh Thượng Chí này thì cái hàm lượng kiến thức nó còn nhiều hơn nữa đúng không? Đấy, à vào học thôi cô ơi, sợ hết thời gian đúng không? Mới 3 phút trôi qua, mới 3 phút trôi qua thôi. Cô Nhung dành ra 5 phút đầu tiên nhá. Cho phép cô Nhung dành 5 phút đầu tiên để cô Nhung nói chuyện với con một tí đã, đúng không? Gửi lời chào đến các con đã đúng không? Đấy, rất cảm ơn Vũ Diệu Hân. Ok, đăng tên rất nhiều bạn vào luôn. Hữu Hoàng Mai Phương cũng là fan cứng nhá. Ôi, vào học luôn, các con cực kỳ chăm học luôn, cô Nhung rất là khen ngợi nhá. Đó thì các con làm hai nhiệm vụ đúng không? Các con tự giác làm hai nhiệm vụ luôn, cho nên cô Nhung không phải nhắc nữa nhá. 1 phút cho hai nhiệm vụ các con đã hoàn thành xong rồi. Đó thì vậy thì đấy, nếu như hôm nay là buổi đầu tiên các con vào xem cô nhá, thì cái lớp học này là lớp học kiến thức trọng tâm cấp học của văn lớp 9 đúng không? Và cái chuyên đề đầu tiên ngày hôm nay, chuyên đề đầu tiên, và hôm nay là buổi thứ 9 rồi đúng không? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu một cái tác phẩm rất là hay nhưng rất là khó trong chương trình của văn lớp 9, đó là tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí nhá. Đó, Hoàng Lê Nhất Thống Chí của Ngô Gia Phái đúng không? Đó thì cô Nhung có nói với các con đó là các con luôn luôn sẽ ghi lại cho cô những cảm nhận đầu tiên khi mà các con bắt đầu học một tác phẩm đúng không? Thế thì cảm nhận đầu tiên của các con khi mà các con học tác phẩm này là gì? Đó, chưa hết 5 phút mà các con đã giục cô vào học rồi. 2K6 năm nay thực sự là khiến cho cô Nhung rất ấn tượng nhá, rất ấn tượng, và cô Nhung rất là yêu quý các con, dành rất nhiều tình cảm luôn đấy. Được chưa? Uầy, các bạn vào rất là đông và comment rất là nhiều luôn. Đó các con nêu nhá, các con nêu nhá, nhớ chưa? Khi mà học với cô trực tiếp như thế này chúng ta tương tác thật là nhiều, chúng ta comment thật là nhiều, và hôm nay cô Nhung cũng đã đăng lên trên nhóm đúng không? Đó là cô Nhung đã đăng cái video của 2 tiết truyện cũ trong Phủ Chúa Trịnh lên kênh YouTube rồi.
Thế thì bạn nào đã xem rồi các con nhớ là điểm danh ở trên đó để cho cô Nhung biết nhá, để cho cô Nhung có thể nắm được nhá. À thế à, bị mạng yếu quá. Ở nhà cô Nhung thì hiện tại bây giờ là không biết là có yếu không, nhưng mà tối hôm qua khi mà cô like cho các anh chị 2K3 ấy là cô Nhung còn không like được bằng 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 thiết bị cơ, không like được trên máy máy cây này, mà cô Nhung phải mở điện thoại để cô Nhung bật 3G cô Nhung like đấy, cho nên là cô Nhung cũng rất là lo hôm nay cái mạng, tình hình mạng nhá. Thôi rồi, chúng ta sẽ không nói nhiều về vấn đề ngoài lề nữa để không mất thời gian của các con, cũng không mất thời gian của buổi học đúng không nhá. Cô Nhung gửi lời chào đến tất cả các con một lần nữa, gửi lời chào thân yêu nhất đến tất cả các con, các bạn cún con của cô nhá. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào buổi học ngày hôm nay. Ok, các con nhớ là phải ngồi bàn học nhá, và nhớ là phải thật tập trung, nghiêm túc nhá. Vẫn phải mở vở ra ghi bài, nhưng cô cho phép là chúng ta chỉ ghi những cái kiến thức gọi là những cái từ khóa thôi, vẫn phải ghi bài nhớ chưa? Đấy, chứ không phải là chỉ ngồi nghe không và trả lời khoan mừng không nhá. Đấy, đúng rồi, thời gian có hạn nhá. Chúng ta bắt đầu với buổi tối ngày hôm nay với một tác phẩm rất là đặc biệt đúng không? Tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Các con mở vở ghi bài. Các con để ý nhá, các con để ý từng cái nét chữ của cô một với cái sự viết hoa ở những từ ngữ nào, và cái sự không viết hoa ở từ ngữ nào, nó cũng sẽ là những cái ẩn số đúng không? Đấy, nó cũng sẽ là cái lời giải đáp của cho chúng ta đấy, của Ngô Gia Văn Phái nhá. Đó, thấy chưa? Hoàng Lê Nhất Thống Chí của Ngô Gia Văn Phái, một trong những tác phẩm rất là hay, và cũng cái tần suất xuất hiện ở trong đề thi vào lớp 10 của các tỉnh khắp cả nước cũng rất là nhiều nhá. Đó, thế con sẽ chú ý cho cô. Vậy thì như thường lệ chúng ta sẽ có những cái phần đầu tiên là cái phần cảm nhận chung đúng không các con? Đấy, cô sẽ có một cái dấu sao cho các con, đó là cái phần cảm nhận chung về cái tác phẩm nhá. Đấy, thì mọi hôm thì cô Nhung còn nói qua thôi chứ cô Nhung không ghi ra như thế này, nhưng cô Nhung luôn luôn hỏi các con. Đấy, bây giờ các bạn đang trả lời nhá. Bạn Duy Vinh Tô thấy được vai trò quan trọng của Vua Quang Trung trong công cuộc dẹp quân Mãn Thanh ở Hà Nội Ngọc Hồi, đồng thời thể hiện mưu trí, mưu đồ thông minh của ông cho việc xây dựng và phát triển đất nước. Ok, cô cảm ơn Vinh Tô nhá. Đó là một câu trả lời khá là ok nhá, nhưng nó chưa đủ với cái tác phẩm này. À đấy là cảm nhận riêng đúng không? Cô Nhung ghi nhận. Được chưa? Đó. À ok, cô Nhung đang hỏi cái cảm nhận đầu tiên của các con khi con đọc tác phẩm xong là gì, thì hôm nay cô Nhung có đăng lên trên nhóm ấy, thì có rất nhiều bạn comment là ôi dồi ôi cái này con không hiểu cái gì cả, con đọc lần thứ nhất con thấy đau đầu, lần thứ hai con thấy hơi hơi hiểu, lần thứ ba con cũng chưa hiểu rõ lắm đấy. À, một người anh hùng áo vải vân vân đúng không? Các con nêu những cái cảm nhận chung của các con khi các con đọc tác phẩm này. Và cô Nhung nói là chúng ta đọc 3 lần đúng không? Lần thứ nhất chúng ta ghi ra cảm nhận, lần thứ hai chúng ta cũng ghi ra cảm nhận, lần thứ ba chúng ta cũng ghi ra cảm nhận. Được chưa? Đấy, các con có thể comment lại những cảm nhận của con, và bây giờ cô Nhung sẽ nói cho các con biết những cái cảm nhận của cô Nhung khi mà cô Nhung đọc cái tác phẩm này nhá. Tất nhiên là cô Nhung đọc rồi đúng không? Bây giờ cô Nhung đọc lại một lần nữa. Dạy các con là cô Nhung đầu tư luôn một cuốn sách giáo khoa mới, coi như là mình lại đọc lại tác phẩm một lần nữa để lấy lại những cái cảm nhận ở một cái góc độ của một cái người giáo viên cũng như là một cái nhà nghiên cứu rồi, đúng không? Đó. Thế thì chúng ta sẽ có những cảm nhận như thế nào? Đấy, với cô Nhung ấy thì tác phẩm này là một tác phẩm mà cái nội dung trọng tâm của nó nhá, về mặt nội dung thì cô Nhung rất ấn tượng, bởi vì nó có cái hàm lượng kiến thức lịch sử rất là nhiều nhá. Đấy, hàm lượng kiến thức nhá, cái cảm nhận chung đầu tiên của cô Nhung ấy, lịch sử nhá, hàm lượng kiến thức lịch sử liên quan đến một nhân vật đúng không, nổi tiếng, nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, đó chính là ai? Đấy, đó chính là, chúng ta đều có biết rồi, đó chính là người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ Quang Trung nhá, Bắc Bình Vương đúng không, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ Quang Trung nhá. Đấy chưa? Đấy, thứ nhất là như thế. Thứ hai là cái văn phong của cái tác phẩm này, về văn phong nhá, cô Nhung nhận định nhận xét đó là nó đậm cái chất văn học trung đại nhá, đậm chất văn học trung đại. Thế nào là đậm chất văn học trung đại? Đấy, thì văn học trung đại nó là cái thời kỳ văn học có từ thế kỷ 10 đúng không? Có thể thế kỷ 10 đến từ thế kỷ 10 đến hết thế kỷ 19, và nó có những cái đặc trưng rất là riêng với cái lối văn biển ngẫu, với những cái câu văn ước lệ tượng trưng, những cái lối nói nhá, những cái lối nói nó rất là cổ điển nhá, và các con thấy rằng rất nhiều những cái điển tích điển cố ở trong đó đúng không?
Vì vậy nên các con nhớ khi mà các con học, các con đọc kỹ, thật kỹ cái chú thích, vừa đọc cái tác phẩm vừa dò cái chú thích xem cái câu đó có nghĩa là gì. Đấy, cô Nhung lấy ví dụ. Cô Nhung lấy ví dụ như là cái câu mà vậy xin trước hết hãy chính vị hiệu ban lệnh ân xá khắp trong ngoài, vậy chính vị hiệu nó là cái gì? Đấy, với văn học trung đại nhá, với văn học trung đại các con luôn luôn thấy những cái chú thích đấy đúng không? Gió táp mưa sa bốn bể trăng ngà vân vân vân, những cái câu thành ngữ, câu điển tích điển cố các con sẽ thấy nó rất là đậm chất văn học trung đại, cái văn phong của tác phẩm. Thứ hai, cái sự miêu tả đấy, kể cũng rất là chi tiết, rất là chân thực nhá. Đấy, đặc biệt là cái đoạn mà miêu tả cái diễn biến nhá, cái diễn biến của trận đánh, được chưa? Tiếp nữa là cô Nhung thấy rằng là cái hình tượng người anh hùng áo vải Quang Trung đúng không? Người anh hùng áo vải Quang Trung của chúng ta hiện lên cực kỳ là đẹp đẽ nhá. Cảm nhận cô Nhung là cô Nhung thấy người anh hùng áo vải Quang Trung của chúng ta hiện lên rất là đẹp đẽ nha, rất là đẹp đẽ, thể hiện được hào khí lịch sử các con ạ. Nhá, hình tượng người anh hùng Quang Trung thể hiện rất là rõ cái hào khí lịch sử của chúng ta. Và cái hào khí lịch sử đó là ở thời kỳ nào? Các con cho cô Nhung biết. Hào khí lịch sử thời nào các con nhỉ? À đó là thời kỳ gì nhỉ? Thời Lê đúng không? Vào thời điểm Tây Sơn diệt Trịnh nhá. Thì đó là cái cảm nhận tiếp theo của cô Nhung. Và cái cảm nhận nữa của cô Nhung đó là cái tác phẩm này nó đem đến cho chúng ta rất là nhiều những cái bài học các con ạ. À, các con nhận ra được những cái bài học gì từ cái tác phẩm này? Đấy, một cái tác phẩm rất là hay, nói về một anh hùng đúng không? À đúng rồi, một nhiều rất nhiều từ Hán Việt đấy, trong mọi tình huống Nguyễn Huệ luôn thể hiện là con người hành động với tính cách mạnh mẽ quyết đoán, ông luôn xông xáo giải quyết nhanh gọn và có chủ đích. Cô Nhung rất ok về cái nhận xét của bạn Giang Hương, nhưng mà Giang Hương viết được dài như này không biết là con có copy paste không đấy nhá. Cô Nhung muốn là con phải dùng cái từ ngữ của mình chứ không phải là các con copy paste sẵn, được chưa? Đấy, nếu mà con đánh máy được một cái đoạn như thế này rất là tốt, rất là ok nha, nhưng mà con nhớ là con phải ghi những cái cảm nhận của mình chứ không phải chúng ta copy paste ở đâu đó ra nhá. Đấy thì chúng ta thấy được rằng là cái tác phẩm này, những cái cảm nhận chung của cô nó đem đến cho rất nhiều bài học. Bài học thế nào là một người anh hùng đúng không, thế nào là một người anh hùng thực sự. Con này các con có nghe thấy tiếng ồn không? Đấy là bạn Tín, đấy là bạn con trai của cô nhá. Các con thông cảm cho cô nếu như mà em có làm ồn một chút thì chúng ta cố gắng tập trung nhá. Đó, cô Nhung thay mặt em Tín là gửi lời chào đến các anh chị, nhớ chưa? Con đánh máy à, ok nhá. Đó thì cái bài học đầu tiên cô Nhung thấy rằng là bài học làm thế nào đúng không, làm thế nào để trở thành một người anh hùng đấy, làm thế nào để trở thành một người anh hùng và thế nào là một người anh hùng thực sự đúng không. Thứ hai là các con thấy rằng là cái sự thảm bại nhá, cái sự thảm bại ở trong cái trận chiến này đó là bè lũ cướp nước nhà Thanh đúng không, bè lũ gọi là xâm, gọi là đi xâm lăng đấy, đi chiến tranh gây chiến với đất nước ta nhá. Cái sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh nó là cái kết cục xứng đáng đúng không, đấy kết cục ngẫu nhiên là kết cục hiển nhiên nhá. Và thứ ba nữa là cô Nhung thấy được rằng cái kết quả của cái kẻ phản bội, các con thấy không, các con thấy được cái kết quả của kẻ phản bội, kẻ phản bội ở đây là ai, cái kẻ mà đã cõng rắn cắn gà nhà đúng không, nói như trong cái từ ngữ, cái thuật ngữ của lịch sử Việt Nam, vua Lê Chiêu Thống đúng không, đấy quân tướng nhà Thanh, rồi vua Lê Chiêu Thống nhá, vua Lê Chiêu Thống đấy, cái kết quả thảm bại của vua Lê Chiêu Thống và cái kết quả gọi là những cái hành động đúng không, những cái hành động cuối cùng thể hiện không có một chút gì là một cái nhà vua nữa đấy, đúng rồi vua Lê Chiêu Thống đúng không, cái kết quả bi thảm thảm bại của vua tôi Lê Chiêu Thống cùng với kết quả thua trận của nhà Thanh và cái sự thành công lẫy lừng, chiến thắng vang dội của người anh hùng áo vải Quang Trung, được chưa? Đó thì đó là những cái cảm nhận đầu tiên của cô Nhung khi cô Nhung đọc cái tác phẩm này. Cô Nhung thấy đây rất có rất nhiều cái bài học rút ra cho chúng ta nha. Một cái câu chuyện của vua Quang Trung đại phá quân Thanh không chỉ là một cái câu chuyện chiến thắng hay là thất bại, thành công hay là thất bại của một cái vị tướng lĩnh, của một cái sự kiện lịch sử, mà đây nó là cái sự khẳng định đấy,
khẳng định cái gì? Đất nước ta luôn luôn có những cái người hiền tài, luôn luôn có nhân tài nhá. Đấy là một cái đất nước địa linh nhân kiệt và người tài lúc nào cũng xuất hiện nhá. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta sống ở một cái đất nước mà có những cái địa linh nhân kiệt như vậy thì chúng ta cũng sẽ làm sao? Phải rất là trân trọng, phải rất là phát huy cái truyền thống, đúng không? Đấy, thì đây là một tác phẩm cô đánh giá rất là hay nhá. Cô Nhung đánh giá tác phẩm này rất là hay nhưng nó cũng rất là khó để hiểu được, bởi vì sao? Vì nó có rất nhiều những cái từ khóa về lịch sử, những kiến thức về lịch sử, hàm lượng kiến thức về lịch sử rất là khó, đúng không? Vậy thì khi mà học tác phẩm này các con sẽ phải cần phải có được những cái kiến thức gì? Kiến thức nền nào? Kiến thức nền tảng nha, các con phải có kiến thức nền tảng này. Đó là về cái thời kỳ phong kiến. Đấy, thời kỳ phong kiến, xã hội phong kiến Việt Nam. Giai đoạn nào? Giai đoạn cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Nhá. Và cụ thể ở trong tác phẩm này, cụ thể trong tác phẩm này thì đó sẽ là 30 năm cuối thế kỷ 18 nhá. Khoảng độ 30 năm cuối thế kỷ 18 và mấy mươi năm đầu thế kỷ 19, các con phải có kiến thức lịch sử về cái thời kỳ phong kiến Việt Nam. Lúc này có những sự kiện lịch sử nào? Chắc chắn là các con sẽ phải biết rằng là cái thời gian cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 và trong suốt cái khoảng thời gian từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18 nhá, là chúng ta biết rằng có rất nhiều các cái cuộc nội chiến. Được chưa? Cuộc nội chiến đấy, nội là bên trong, chiến là chiến tranh từ bên trong, trong nội bộ của đất nước Việt Nam của chúng ta lúc đó là xảy ra rất là nhiều các cuộc chiến tranh, tranh giành quyền lực, chém giết lẫn nhau của các tập đoàn phong kiến, của các thế lực phong kiến ở trong đất nước Việt Nam. Đó là gì? Đó là nhà Mạc, đó là nhà Trịnh, đúng không? Đấy, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê. Trịnh gì? Trịnh gì chúng ta vừa học xong? Trịnh Sâm. Đấy, thế lực nhà Nguyễn ở đằng trong, chúa Trịnh ở đằng ngoài rất là tốt. Lê Mạc Trịnh Nguyễn phân tranh nội chiến, đúng không? Mà chúng ta dùng cái từ phân tranh tức là chúng ta dùng cái từ nó giảm đi cái phần nào của cái cuộc chiến tranh, đúng không? Giữa người Việt Nam với người Việt Nam nhá. Đấy, các con phải có kiến thức lịch sử về. Ôi sợ. Xin lỗi các con một chút nhé bạn Tín ơi, bạn Tín này cho các anh chị học nha. Đấy, cô Nhung xin một phút nhé các con. Cô Nhung xin một phút đây, thế mẹ cho Tín này, mẹ cho Tín này, này đây 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 đây, đây. Nhá, giờ bảo Lan móc cho. Sorry các con nha. Ok, được chưa? Các con phải có kiến thức về cái triều đại phong kiến Việt Nam, đúng không? Giai đoạn lịch sử từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18 và đến thế kỷ 19, nhớ chưa? Với các cuộc nội chiến kéo dài, đúng không? Nội chiến kéo dài khoảng bao nhiêu? Xấp xỉ 100 năm. Với những cái tập đoàn phong kiến Lê Mạc Trịnh Nguyễn phân tranh tranh giành quyền lực chém giết lẫn nhau nhá. Đó, được chưa? Thứ hai, các anh chị thì đang rất sốt ruột với kỳ thi đúng không? Tranh thủ từng giờ phút một để cô Nhung dạy. Đấy, thế mà em Tín chạy ra để phá nhãng này. Ok, thứ hai là các con sẽ thấy rằng là cái sự kiện lịch sử đúng không? Cũng rất quan trọng. Những cái tập đoàn phong kiến này tranh giành quyền lực chém giết lẫn nhau. Vậy thì ai? Vậy thì nhà nào? Vậy thì cái thế lực nào là cái người đã dẹp yên được suốt 100 năm nội chiến này, phân tranh này? Đó chính là nhà Tây Sơn các con nhá. Nhà Tây Sơn diệt Trịnh đúng không? Đấy, Tây Sơn diệt Trịnh, thống nhất đất nước. Thống nhất đất nước đúng không? Các con phải có kiến thức lịch sử về việc nhà sự việc lịch sử, kiến thức lịch sử nhà Tây Sơn diệt Trịnh. Cô Nhung không hiểu tại sao tối nay cô Nhung nói lại bị hay bị vấp như thế. Thực ra cô Nhung bây giờ cô Nhung vẫn cảm thấy hơi hồi hộp một tí, bởi vì là cô Nhung thực sự ấy thì cái chuyên môn của cô Nhung là môn văn. Cô Nhung đọc lịch sử, cô Nhung cũng rất là đọc rất là nhiều, cô Nhung cũng hiểu rất là sâu sắc. Thế nhưng mà có cái gì đấy mà khi mà mình nói về cái kiến thức lịch sử ấy, mình không phải là người quá chuyên môn, cho nên là mình cũng hơi bị là lo lắng đấy nhá. Cho nên cô Nhung đang bị nói vấp một tí, các con sẽ thông cảm cho cô. Được chưa? Đó. Cái nhà Tây Sơn này chính là ai các con nhỉ? Với ba anh em đúng không? Gọi là chúng ta gọi là ba nhân kiệt đúng không? Đó.
chúng ta gọi là gì? Cô Dung dùng cái từ chính xác hơn nhá, cô Dung dùng cái từ chính xác hơn đó là, à đúng rồi, Tây Sơn Tam Kiệt nhá, đúng rồi. Đấy, Tây Sơn Tam Kiệt nhá, đó sẽ là ba anh em Nguyễn gì? Nguyễn Nhạc. Ôi 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 dồi, ôi dồi, ôi đau không con? Nguyễn Nhạc này, Nguyễn gì? Nguyễn Lữ. Cô xin lỗi, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Sao sao tốn hết tí tham gia đi con? Ba Tín ơi. Sorry các bạn. Đây. Hôm nay có một bạn bạn Linh Đan nói là bài này mà cho vô thì em thi làm chắc chắn là 9,5 luôn nhá. Ba anh em nhà Tây Sơn Tam Kiệt, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ, đúng không? Đó, và ở đây tối ngày hôm nay chúng ta nghiên cứu nhân vật lịch sử nào. Chúng ta hôm nay cô Dung sẽ bù cho các bạn thêm một chút thời gian nữa nhá. Đấy là cái thời gian mà em Tín đã ra chào anh chị đúng không? Đó. Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ nhá, với nhà Tây Sơn Tam Kiệt, được chưa? Đã diệt Trịnh, thống nhất đất nước. Lúc này đất nước của chúng ta sẽ không còn cái tình trạng cát cứ, không còn cái tình trạng phân tranh. Đấy, nhà Trịnh đàng ngoài, chúa Nguyễn đàng trong, phân chia hai miền Bắc Nam nữa, mà bây giờ đã có cái người thống nhất đất nước, đúng không? Đó sẽ là vua gì? Đấy, vua anh nhá. Cô Nhung dùng cái từ vua anh Nguyễn Nhạc, vua em Nguyễn Huệ. Bởi vì sao các con biết không? Bởi vì cái thời gian mà Nguyễn Nhạc lên làm vua ấy, nó không được lâu. Sau đó chính vua anh đã phải nhường ngôi cho vua em, đúng không? Đấy, nha. Thì đó sẽ là những cái kiến thức lịch sử mà chúng ta cần phải có nhá. Đấy, về cái kiến thức nền tảng các con cần phải hiểu được, được chưa? Đấy, sau khi nhà Tây Sơn diệt Trịnh xong, sau khi thống nhất đất nước xong, thì vua Quang Trung đã làm sao nhỉ? Vua Quang Trung đã qua đời, đúng không? Không lâu sau thì vua Quang Trung đã qua đời. Đấy thì nhà Tây Sơn, đúng không? Nhà Tây Sơn ở đây cũng là nhà Nguyễn nhé, nhưng mà các con sẽ phải phân định cho cô nhá. Khác với chúa Nguyễn, đúng không? Khác chúa Nguyễn và với cái nhân vật lịch sử đó là Nguyễn Ánh nhá. Được chưa? Cùng là nhà Nguyễn nhưng không phải là chúa Nguyễn đâu, các con đừng nhầm tưởng nhá. Và sau này chính Nguyễn Ánh đã lật đổ vương triều Tây Sơn, đúng không? Đấy, để thiết lập cái chính quyền của mình. Đấy, và lại một lần nữa là gì nhỉ? Đất nước ta lại rơi vào cái những cái tình trạng chiến tranh, đúng không? Giữa lại ở đây là lại là nội chiến này. Đấy, nhưng cuối cùng thì Nguyễn Ánh đã giành được chính quyền. Và không lâu sau đó thì từ cái nhà Nguyễn, đúng không? Với nhân vật lịch sử đó là vua Gia Long, vua Nguyễn Ánh. Đấy thì chúng ta đã bị gì nhỉ? Phương Tây. Đấy, phương Tây đó là thực dân Pháp xâm lược nhá. Những cái năm 1858 thì Pháp nổ tiếng súng đầu tiên vào Việt Nam, thì lúc này chúng ta sẽ chuyển sang cái thời đại Hồ Chí Minh, đúng không? Với hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đấy, thì các con nhá, các con ơi, chúng ta luôn luôn chúng ta phải có một cái nhìn lịch sử, đúng không? Chúng ta luôn luôn phải có một cái nhìn tổng thể bao quát trước khi mà chúng ta đi vào cái diện nhá. Cái diện nó chính là một cái tác phẩm nhỏ thôi, nó là một cái đoạn trích hồi thứ 14 trong số 17 chương, đúng không, của Hoàng Lê Nhất Thống Chí của Ngô Gia Văn Thái. Nhưng chúng ta lại phải có cái kiến thức nền tảng rất là nhiều của lịch sử Việt Nam thời kỳ phong kiến, độc lập, tự chủ, đúng không, với các cái vương triều Trịnh, Mạc, Nguyễn phân tranh, với việc nhà Tây Sơn diệt Trịnh thống nhất đất nước, với ba anh em Tây Sơn Tam Kiệt, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Đấy, rồi việc nhà Tây Sơn sụp đổ vào cuộc nội chiến giữa Tây Sơn và chúa Nguyễn, đại diện là Nguyễn Ánh nhá. Đấy, chúng ta sẽ có một cái nhìn lịch sử nó rất rất là toàn diện, đúng không con? Đấy, thì
thì cái việc cảm nhận chung của cô Nhung đầu tiên, cái hàm lượng kiến thức lịch sử rất là nhiều, cho nên cô Nhung rất là lo các con, không biết là các con có hiểu được vấn đề hay không. Còn nếu mà cô Nhung chỉ dạy cho các con vỏn vẹn có một cái kiến thức về vua Quang Trung là người như thế nào ấy, tại sao lại nói rằng một cái nhân vật lịch sử nổi tiếng của Việt Nam là cái vua Quang Trung, đúng không? Đấy, có những cái phẩm chất đức tính gì ấy, thì nó rất là đơn giản thôi, đúng không? Thì nó chỉ có những cái chi tiết ở trong tác phẩm thôi. Nhưng mà chúng ta một điểm đó là cái tác phẩm Hoàng Lĩnh Sáng Chí, nhưng chúng ta phải biết diện nha. Diện ở đây là rộng, nghe chưa? Đây là điểm thôi, một cái tác phẩm thôi. Học điểm nhưng biết diện, đúng chưa? Học văn nhưng lại phải có kiến thức về lịch sử nhá. Thì đấy, điều đấy mới là cái điều mà cô Nhung muốn dành cho các con, và những cái bài học sâu sắc liên hệ đến chúng ta ngày hôm nay, đó mới là cái điều văn chương hướng tới nhá. Văn chương phải bắt nguồn từ cuộc sống, đúng không? Nói như Ban Giác, ông nói như thế nào? Đấy, nói như Tăng Đan, ông nói như thế nào? Nói như Tăng Đan nhá, văn chương phải là tấm gương lê ở trên đường lớn. Đấy chưa? Các con thấy không? Tại sao văn chương lại phải là tấm gương lê ở trên đường lớn? Đấy, nó phải phản ánh tất cả về thời đại, đúng không? Về lịch sử, và phản ánh thật là chân thực. Chúng ta nhìn vào gương như thế nào thì văn chương cũng phải soi rõ như thế đó nhá. Đấy, chứ không phải văn chương là hư cấu. Đây là những cái sự kiện lịch sử chính xác, đúng không? Sự kiện lịch sử chính xác nhá, có thật, được chưa? Không hề có cái sự hư cấu trong trong những cái chi tiết này, nhưng tuy nhiên cũng có những cái tính chất gọi là văn chương ở đây, nghe chưa? Những cái tính chất văn chương ở đây, những cái câu từ rồi những cái sự miêu tả nhá. Đấy, thì như vậy nhá. Đấy, cái đầu tiên của tối ngày hôm nay, khi mà các con học cái tác phẩm Hoàng Lễ Nhất Thống Chí, thì cô Nhung muốn dành cho các con những cái việc đầu tiên là những cái cảm nhận chung cũng như là cái kiến thức nền tảng của tác phẩm mà các con cần phải học, nhớ chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào cụ thể nhá. Đấy, cô Nhung thấy các bạn đang comment cái gì đây. 5 tháng 9 khai giảng online. Ok nhá, em ngưỡng mộ vô con chung quá cô ạ. Có tài dụng binh như thần của hành binh thần tốc là một vị thần đấy, đúng rồi, là một vị tướng, nhưng cũng là một cái người mà có rất là nhiều những cái phẩm chất mà chúng ta đáng phải học tập nha. Vậy thì những phẩm chất đó là gì, những cái vẻ đẹp phẩm chất nào của Vũ Quang Trung, đúng không? Đấy, và bài học chúng ta nhận ra, bài học lịch sử cũng như là bài học cuộc sống chúng ta nhận ra khi mà chúng ta học tác phẩm này là gì, thì lát nữa chúng ta sẽ cùng đi vào thảo luận nhá. Nhưng mà trước hết vẫn là những cái thông tin đầu tiên, đúng không? Phần 1 La Mã các con sẽ phần khái quát chung cho cô nha. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần 1 La Mã là khái quát chung, đúng không? Ban nãy là những lưu ý, thì bây giờ chúng ta sẽ khái quát chung. Phần 1 nhỏ sẽ là khái quát chung về gì? Về tác giả nhá. Phần thứ hai là khái quát chung về tác phẩm, đúng không? Đó, thì thứ nhất là chúng ta sẽ khái quát chung về tác giả của cái tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí các con nhé. Thì các con nhớ cho cô, đây là một tác phẩm của một dòng họ, nhớ chưa? Chứ không phải là tác phẩm của một cá nhân. Nếu như trước đó chúng ta học cái tác phẩm chúng ta học cái tác phẩm đầu tiên là Chuyện Người Con Gái Nam Xương, hoặc là tác phẩm Chuyện Cũ Trong Phủ Triều Trịnh, thì đều của một tác giả thôi nhá. Đấy, nhưng khi chúng ta học cái bài Hoàng Lê Thống Chí này thì tác giả của chúng ta là một nhóm tác giả của một dòng họ luôn. Đó là dòng họ gì các con nhỉ? Các con comment cho cô nào. Ngô Gia Văn Phái, đúng không? Ngô Gia Văn Phái là tác giả của tác phẩm này nhá. Vậy thì Ngô Gia, đấy, gia đình nhà gì? Nhà Ngô, đúng không? Đấy, gia đình dòng họ Ngô Thì nhá. Dòng họ Ngô Thì, và hai cái tác giả chính nhá, cả dòng họ này đều chép sử đúng không, nhưng có hai tác giả chính đó là gì? Ngô Thì Chí nhá, ghi chép cho chúng ta những cái sự kiện của thời nhà Lê, đúng không? Ông là quan nhà Lê đấy. Tác giả chính thứ hai nữa đó là tác giả Ngô Thì Du nhá, thì ông lại là quan nhà Nguyễn đấy, các con thấy không? Vậy thì cái tác phẩm này, cái tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí này, đấy, chúng ta sẽ tìm hiểu. Chúng ta không cần quan tâm lắm đến cái cuộc đời tư của những cái tác giả này, bởi vì nó cũng không có liên quan gì lắm đến cái nội dung của tác phẩm nhá. Đấy, chúng ta chỉ cần biết những cái thông tin như thế này là được rồi. Phần thứ hai là cái phần về tác phẩm là về quan trọng. Phần thứ hai chúng ta khái quát chung về tác phẩm. Vậy thì thứ nhất các con sẽ xem xét cho cô cái ý nghĩa nhan đề nha.
con nhìn thấy không, cô viết này nhìn thấy không, ý nghĩa nhan đề Hoàng Lê nha con, để ý cô viết hoa cái từ nào chúng ta cũng viết hoa như thế, nhất thống chí Hoàng Lê nhất thống chí, ở đây cô viết hoa cái từ Hoàng Lê đúng không, vậy thì cái Hoàng Lê nhất thống chí này ngay từ cái tên ấy chúng ta đã phải có một cái việc đó là chúng ta hiểu cái tên này đúng không, muốn hiểu được cái tác giả thì cô xin lỗi, muốn hiểu tác phẩm thì ngay cái tên ấy nó có rất nhiều những cái điều ẩn chứa đúng không, vậy thì Hoàng Lê nhất thống chí có nghĩa là gì, thì đây các con quan tâm cho cô hai cái từ đầu tiên là từ Hoàng Lê, cái từ Lê ở đây chính là cái vương triều nhà Lê đúng không, đấy thời đại nhà Lê nhá, đấy nhất thống chí thì cái từ chí ở đây nó là một cái thể văn nhá, một cái thể văn ghi chép sự việc sự vật được chưa, đấy đúng rồi bạn Nguyễn Hà comment cho cô chính xác luôn, cái ý nghĩa nhan đề Hoàng Lê nhất thống chí có nghĩa là sự thống nhất nhá, nhất thống chúng ta đọc ngược lại chúng ta ra ngay cái đáp án đúng không, hiểu được ngay cái tác phẩm nhan đề của tác phẩm thôi cô nhưng xin lỗi, sự thống nhất của vương triều nhà Lê vương triều nhà Lê, à các con ơi các con có định vị được vương triều nhà Lê nó ở đâu trong các cái thời đại phong kiến độc lập tự chủ không, thì cô Nhung xin điểm danh lại cho các con để các con hình dung nhá, chúng ta bắt đầu cái thời đại phong kiến độc lập tự chủ với chiến thắng của ai, với chiến thắng của Ngô gì, Ngô Quyền đúng không, đấy Ngô Quyền được chưa, với chiến thắng trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền đánh bại quân gì đấy, sau nhà Ngô là đến nhà gì, nhà Đinh với nhân vật lịch sử Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sử quân đúng không, sau đó đến nhà Tiền Lê, sau đó đến nhà Lý, sau đó đến nhà Trần, sau đó đến nhà Hồ, sau đó đến nhà Hậu Lê đấy, có Tiền Lê thì chúng ta có Hậu Lê nhá, nhà Tiền Lê này hay còn gọi là nhà Lê Sơ được chưa, sau đó đến nhà Nguyễn được chưa, đây 1 2 3 4 5 6 7 8, đây là 8 gương mặt nổi bật nhá, cũng tương ứng với 8 cái triều đại phong kiến độc lập tự chủ trong cái thời kỳ phong kiến độc lập tự chủ của đất nước Việt Nam chúng ta nhá, Ngô Đinh Tiền Lê Lý Trần Hồ Hậu Lê Nguyễn đúng không, đấy thì cái nhà Nguyễn này có hai nhà Nguyễn đúng không, một là nhà Tây Sơn, nhà Nguyễn Tây Sơn và thứ hai là chúa Nguyễn đấy với nhân vật Nguyễn Ánh nhá, thì con phải nhớ cho cô như thế. Sau cái thời kỳ nhà Nguyễn này thì cái ông vua cuối cùng của nhà Nguyễn đó là ông vua Bảo Đại đúng không, đã trao ấn tín cho chính quyền cách mạng và lúc đó chuyển sang thời đại Hồ gì, Hồ Chí Minh, các con nhớ chưa, vua Bảo Đại trao ấn tín cho chính quyền cách mạng nhá, đấy các con sẽ phải nhớ đúng rồi, Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, các con nhớ chưa, ôi rồi tiếp tục nhá, thì cái thời các con thấy là cái ý nghĩa nhan đề này có cái sự mâu thuẫn ở đây hay không nhá, các con thấy mâu thuẫn không, toàn bộ cái tác phẩm này toàn bộ cái đoạn trích hồi thứ 14 này đúng không con nhá, à, lang của an khổ thân, toàn bộ cái đoạn trích hồi thứ 14 này nó cái nhan đề thì nó là sự thống nhất của vương triều nhà Lê nhưng thực chất lại ca ngợi vua Quang Trung của nhà Tây Sơn, các con có thấy sự mâu thuẫn ở đây hay không, cô Nhung hỏi các con có thấy sự mâu thuẫn ở trong cái nhan đề hay không, các con trả lời cô, à dạ có đúng không, rõ ràng là có sự thống nhất của vương triều nhà Lê mà tại sao đúng không, đấy sự thống nhất của vương triều nhà Lê với ông vua gì cuối cùng, ông vua Lê Chiêu Thống đúng không nha, đấy mà lại ca ngợi vua Quang Trung, chỉ có biết về vua Quang Trung thôi, rõ ràng là các con thấy mâu thuẫn không, các con có thấy cái sự mâu thuẫn đúng không, mâu thuẫn nhưng thực tế nó lại không hề mâu thuẫn các con nhá, bởi vì sao, đây đúng là cái sự thống nhất của vương triều nhà Lê nhờ có vua Quang Trung, nhờ có nhà Tây Sơn mà nhà Trịnh nhá mới bị tiêu diệt đúng không, chính nhà Tây Sơn đã diệt nhà Trịnh đúng không, đấy và con thấy rằng là chúng ta đã học rồi, chúng ta học rồi đúng không, chúng ta học vừa học cái bài chuyện cũ trong phủ chú Trịnh xong, chúng ta có thấy cái sự liên quan không, chúng ta có thấy sự liên quan đây không, đấy sau khi mà chú Trịnh Sâm chết, chú Trịnh Sâm chết vì bệnh gì cô Nhung kể rồi đúng không, thì chú Trịnh Sâm đã lập con trai
của mình là gì? Trịnh Cán nha, con trai của ông với Tuyên Phi Đặng Thị Huệ, đúng không? Làm à, lúc đọc con thấy quái quái à, đấy nhá, làm vua đúng không, để kế vị của mình. Nhưng Trịnh Cán thì sao? Trịnh Cán thì lại mất sớm chết yểu, lúc đó Trịnh Cán lập ngôi mới có 5 tuổi thôi đúng không. Sau đó thì con trai trưởng là ai nhỉ, là Trịnh Tông đấy, có phải Trịnh Tông nhỉ, cũng như không nhớ rõ tên, Trịnh gì đó đã lật đổ chính quyền đúng không. Và sau đó thì lập lại cái thế lực của nhà Trịnh, nhưng cuối cùng đã bị nhà Tây Sơn tiêu diệt nhá. Đấy, nhờ có nhà Tây Sơn tiêu diệt Trịnh cho nên là vua Lê, nhà Lê mới lấy lại được chính quyền, được chưa? Nhưng mà các con thấy có cái sự mâu thuẫn về cái mặt hình thức, về cái lớp vỏ ngôn từ, cái ngôn ngữ nhá. Nhưng thực tế nó lại không hề mâu thuẫn ở đây, vẫn là cái sự nói cái sự thống nhất của vương triều nhà Lê ở đây không phải là để ca ngợi nhà Lê, không phải là để ca ngợi ông vua Lê Chiêu Thống, mà chính là để ca ngợi vua Quang Trung có cái công đúng không, có cái công lao đó là phù Lê diệt Trịnh đấy, lấy lại được nhà được được cái chính quyền cho nhà Lê. Sau đó thì nhà Tây Sơn mới mới thống nhất đất nước. Và theo cái ý định đầu tiên của Nguyễn Nhạc ấy nhá, đấy theo cái ý, các con hỏi vì sao mà Trịnh Cán chết sớm à? Trịnh Cán mất sớm bởi vì sao? Bởi vì cái bệnh gọi là bệnh nhà giàu, cô Nhung gọi cái bệnh gọi là bệnh nhà giàu nhá, suốt ngày chỉ có ăn chơi thôi và ở trong cái cung sâu ấy, không có ra ngoài mưa nắng, ăn thì ăn quá bổ đúng không, hoạt động thì hoạt động ít, cho nên mất sớm là vì vì như thế đấy nhá. Đấy được chưa, quá nhiều hàm lượng kiến thức lịch sử, cô Nhung cũng cảm thấy rằng là không hiểu là các con có hiểu được những gì cô Nhung nói. Cô Nhung phải hết sức là cô Nhung nói chậm cho các con rồi đấy nhá. Đấy, hồi nhân quả báo ứng nghiệp quật, đời chan mặn đời con khát nước đúng không. Đấy, chúng ta sẽ có cái câu đó. Thế nhưng mà thực tế là chúng ta không không có quan tâm, không bàn nhiều đến việc đó, mà chúng ta chỉ có muốn nói đến các con một cái sự liên hệ cho các con hiểu. Bởi vì cô Nhung chắc chắn là có những bạn bây giờ không có chắc kiến thức lịch sử đâu nhá, không có hiểu về cái vấn đề nhà Tây Sơn. Nhà Tây Sơn là ai? Nhà Tây Sơn là như thế nào? Tại sao nhà Tây Sơn diệt Trịnh? Vua Lê là ai đúng không? Tại sao lại nói sự thống nhất của vương triều nhà Lê? Đấy, cô Nhung phải hết sức à, hiểu hết à. Ừ, cô Nhung rất là cảm ơn Thành Đạt nhá. Hiểu thì tốt rồi đúng không? Đấy thì cái ngay từ cái nhan đề này cô Nhung phải làm rõ ràng cho các con cái ý nghĩa. Đúng rồi, bài này phải hiểu. Cô Nhung ngay nói ngay từ đầu đúng không? Đấy. Thì ở đây thực tế lại là ca ngợi vua Quang Trung, lại ca ngợi cái công lao của vua Quang Trung đúng không? Và nhà Tây Sơn đã diệt được nhà Trịnh để giành lại chính quyền và thống nhất đất nước sau gần 100 năm đúng không? 100 năm nội chiến kéo dài. Đấy, 100 năm nội chiến kéo dài thì chính nhà Tây Sơn, chính vua Quang Trung là người mà có công thống nhất đất nước nha. Đấy, nhưng lại rất là không may vua Quang Trung lại mất sớm đúng không con? Đấy, và những cái thế hệ sau này kế nhiệm vua Quang Trung thì lại không có sự tài năng giống như là vua Quang Trung nhá, cho nên là đất nước nhanh chóng rơi vào tay của chúa Nguyễn và vua Nguyễn Ánh nhá. Đó thì đó sẽ là về ý nghĩa nhan đề của tác phẩm nhá, các con sẽ hiểu cho cô những cái ý nghĩa về chiết tự từng cái từ ngữ và cái vấn đề lịch sử nó nằm ở trong nhá. Đấy, hôm nay con mới chính thức học lịch sử chứ con học toàn là học thuộc để đủ điểm đúng không. Ok đấy, cô Nhung thực sự là cô Nhung phải nói, mà cô Nhung nói bằng từ cái bụng của mình lên, giọng bụng ấy, bởi vì cô Nhung muốn là các con phải hiểu thật sự cơ nhá, chứ không thể nào mà cô Nhung chỉ dạy qua loa. Ví dụ mà cô Nhung dạy qua loa cô Nhung chỉ nói Quang Trung là người như nào thôi đúng không, không cần phải phân tích cho con quá là sâu kỹ như này, nhưng mà các con phải hiểu được vấn đề mấu chốt vấn đề nhá, được chưa. Vậy thì cái ý nghĩa nhan đề của cái tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí này đó là gì? Ghi chép lại sự việc, đó là sự thống nhất đúng không, sự thống nhất cho đấy vương triều nhà Lê đúng không, vương triều nhà Lê. Nhưng thực chất nhá, nhưng thực chất ca ngợi công lao của nhà Tây Sơn, và cô Nhung mở ngoặc ra đây, nhà Nguyễn, các con phải phân biệt hai cái khái niệm nhà Nguyễn nhé, chúa Nguyễn ở đằng trong với nhà Nguyễn Ánh khác với nhà Nguyễn Tây Sơn với Nguyễn Huệ đúng không. Đấy, tiêu biểu đây là Nguyễn Huệ nhá.
Rồi, thế như vậy là ý nghĩa nhân đề chúng ta đã làm rõ là xong được phần thứ nhất, được chưa? Đấy, xong được phần thứ nhất rất quan trọng với tác phẩm này. Chúng ta sang phần B nhỏ cho cô. Phần B. Những bạn mà ở lại đến cuối livestream ấy, nghe đến những cái câu cuối cùng của cô ấy, thực sự là những cái bạn mà cô Nhung rất là yêu quý và các bạn chắc chắn là các con sẽ hiểu bài nhá. Đấy, các bạn nào mà bận quá chưa xem được, chúng ta phải nhớ xem lại, được chưa? Đó là cái nhan đề, được chưa? Cái điều thứ hai, các con nhớ cho cô một, hiểu cho cô về cái thể loại nhá. Thể loại của cái tác phẩm này đó là tiểu thuyết gì các con? Tiểu thuyết chương hồi nhá. Hoàng Lê Nhất Thống Chí được viết theo cái lối tiểu thuyết chương hồi, và toàn bộ cái tác phẩm này nhá, toàn bộ cái tác phẩm này là có 17 hồi nhá. Thì cái đoạn trích ở trong sách giáo khoa chúng ta học ngày hôm nay là hồi thứ 14, được chưa? Đấy là hồi thứ 14, tức là chương thứ 14. Thế vậy các con hiểu thế nào là tiểu thuyết chương hồi không? Tiểu thuyết chương hồi là một thể loại bắt nguồn từ Trung Quốc nhá, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bạn nào đã học Tam Quốc, bạn nào đã xem phim Tam Quốc và bạn nào đã đọc tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung thì bạn đó sẽ hình dung ngay ra thế nào là tiểu thuyết chương hồi. Tại sao lại phải có những chương, phải có những hồi? Bởi vì nó là cái tác phẩm tự sự dài hơi, rất dài hơi các con nhá. Đấy, rất dài hơi, tự sự là kể đúng không? Đấy, một tác phẩm văn chương nó kể rất là dài hơi đúng không? Nếu bạn nào học Tam Quốc, đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa rồi, rồi xem phim Tam Quốc Diễn Nghĩa rồi, ba cái thời đúng không? À, bao giờ là ba cái nhà đúng không? Đấy, với những cái nhân vật lịch sử như là Tào Tháo, như là Lưu Bị nhá. Đấy, được chưa? Và sau này đến lớp 10 con sẽ học một cái tác phẩm rất tiêu biểu cho cái thể loại tiểu thuyết chương hồi này, đó là cái tác phẩm gì nhỉ, cô lại quên cái tên, Hồi Trống Cổ Thành, đúng rồi, các tác phẩm Hồi Trống Cổ Thành nhá. Các con đọc cái tác phẩm đấy là trích trong cái tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung ấy. Đấy thì tiểu thuyết chương hồi nó là như thế, thì cái Hoàng Lê Nhất Thống Chí nó cũng được viết theo cái kiểu tiểu thuyết chương hồi như thế này, cho nên nó mới có cái sự dài hơi, nó có 17 chương 17 hồi, mà mỗi chương mỗi hồi nó cũng rất là dài đúng không? Đấy thì các con nhớ cho cô nhá, cái tác phẩm này nó là hồi thứ 14, được chưa? Đúng rồi, Ngụy Thục Ngô đúng không? Các bạn rất là giỏi luôn đấy, rất là giỏi. Cô Nhung thấy các con rất là giỏi nhá. Đó, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục sang phần C, đó là phần bố cục. Bố cục của đoạn trích nhá, bố cục của đoạn trích thôi chứ không phải là bố cục của cả cái tiểu thuyết Hoàng Lê Thống Chí này, được chưa? Đấy. Ôi, ai hãy đang thả phấn hả? Thả tim chứ nhá, nhớ phải thả tim nhá. Cô Nhung ở trên này cô Nhung chẳng thấy có tim mấy nhở, cô Nhung bây giờ cô Nhung mới để ý cô Nhung không thấy có tim mấy. Đúng rồi, phải tặng cô trái tim chứ. Tặng cô ba bông hoa. Đúng rồi, bạn bạn Trương Trương, cảm ơn con nhé. Đấy, được chưa? Vậy thì bố cục của đoạn trích này các con đã chia được chưa? Đây, cô sẽ chiếu vào sách giáo khoa để các con chia cho dễ nhá. Cả lớp mở sách giáo khoa trang 64 ra, các con đã có sẵn sách giáo khoa chưa? Có sẵn sách giáo khoa chưa? Phải có sẵn sách giáo khoa rồi đấy nhá. Đấy, cô Nhung không 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 cô Nhung không phải nhắc nhở nữa đâu nhá. 3 phần cho cô, đúng rồi, 3 phần. Phần đầu, phần thứ nhất từ đầu cho đến chỗ nào? Cho đến chỗ đây, cho đến 25 tháng Chạp năm Mậu Thân. Đấy, các con sẽ đánh dấu cho cô, đây là cái đoạn đầu tiên nhá, đây là đoạn đầu tiên, được chưa? Đấy, đoạn thứ hai tiếp theo cho đến trang 86, hết trang 86 nha. Giữa trưa hôm ấy, Quang Trung tiến binh đến Thăng Long rồi kéo vào thành. Đấy sẽ là đoạn thứ hai, đoạn thứ ba là đoạn còn lại nhá. Đấy, nhớ chưa, con đánh dấu hay giáo khoa cho cô 3 phần nhá. Chúng ta sẽ có 3 phần, được chưa? Tương ứng
Tương ứng 3 phần này sẽ là gì? Phần 1, phần 2, đúng không? Và phần 3. Đấy, phần 1, phần 2, phần 3 các con nhá. Trang 68. Trang 68. Cô Nhung đọc nhầm. Ok. Phần 1 là gì? Phần 2 là gì? Phần 3 là gì? Thì phần 1 nó sẽ là cái nguyên nhân vì sao? Vì sao Nguyễn Huệ lên ngôi vua? Nha, trước đó Nguyễn Huệ là ai? Nguyễn Huệ trước đó chỉ là Bắc Bình Vương thôi nhá. Đấy, vì sao Nguyễn Huệ lên ngôi vua nhá, toàn bộ cái đoạn đầu tiên đó lát nữa chúng ta sẽ phân tích, được chưa? Phần 2 nó sẽ là diễn biến, đúng không? Diễn biến của cái gì? Đấy, diễn biến của cái sự kiện lịch sử đó là vua Quang Trung đại phá quân Thanh như thế nào nhá. Và phần cuối cùng, phần còn lại nhá, phần cuối cùng, bạn bạn nào cái gì đấy, xem hộ con làm sao đấy con nhá. Phần cuối cùng, phần 3 đó là sự đại bại, đúng không? Cuối cùng sự đại bại của quân tướng nhà Thanh. Và sự thảm bại, đúng không? Thảm bại của vua tôi Lê Chiêu Thống như thế nào? Đấy, cô Dung sẽ có 3 cái phần dành cho các con. Phần 2, chiến thắng thần tốc của đạo quân dưới sự dẫn dắt tài ba chí lược của vua Quang Trung, rất hay. Con đặt cái tiêu đề cũng như là con khái quát nội dung rất là ok nhá. Đấy, đúng rồi, phần các con đang khái quát rất rất là nhiều. À đấy, nói đến cái câu chuyện vua Quang Trung ngày hôm nay thì cô Nhung cũng rất là hy vọng ở đây không có ai là lại không biết Quang Trung và Nguyễn Huệ là một người nhá. Đã có rất nhiều bạn dân ta nhưng lại không biết sử ta. Đấy, học hết năm đến đến năm lớp 9 rồi mà còn 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 không biết là Quang Trung Nguyễn Huệ là một người nữa nhá. Cứ bảo Quang Trung là một ông vua, Nguyễn Huệ là một vị tướng. Đấy, rất là nguy hiểm nhá. Khi mà Huyền Trần nói với cô là Quang Trung có nhiều tên. Đúng rồi, các con nhớ cho cô nhá. Ở đây tại sao cô dùng từ Nguyễn Huệ và ở đây tại sao cô dùng từ Quang Trung? Nguyên nhân vì sao mà Nguyễn Huệ lên ngôi vua? Nguyễn Huệ chính là Quang Trung, đúng không? Đấy, nhưng chúng ta nhớ rằng đây là tên thật và đây sẽ là niên hiệu khi mà ông lên ngôi vua nhá. Đấy, thì các con sẽ phải xem, các con phải nhớ khi chúng ta phân tích cái phần 1. Đấy là cái phần nguyên nhân thì chúng ta dùng cái tên của Quang Trung đó là Nguyễn Huệ. Còn khi mà chúng ta phân tích cái diễn biến thì chúng ta lại dùng tên của Nguyễn Huệ là Quang Trung. Được chưa? Ok, đấy đúng rồi, lấy niên hiệu đúng không? Đấy, và cái sự phần 3 là cái sự đại bại của quân tướng nhà Thanh như thế nào và cái sự thảm bại của ông vua Lê Chiêu Thống ra sao với cái tình cảnh rất là bi đát, đúng không? Đấy. Ôi dồi ôi, đẩy giấy lên xíu đấy, cô đẩy rồi mà con. Cô đẩy rồi ra, đây được chưa, nhìn thấy chưa? Đó, nhá. Đấy thì có 3 cái phần như thế này, đúng không? Đấy, cái vì sao Nguyễn Huệ lên ngôi vua này và cái phần diễn biến và cái phần đây là cái phần, nếu mà đây là nguyên nhân, đây là diễn biến thì đây sẽ là phần gì các con nhỉ? À đây sẽ là phần kết quả, đúng không? Đấy. 3 phần nguyên nhân, diễn biến và kết quả nhá. Trong cái phần vua Quang Trung đại phá quân Thanh như thế nào thì sẽ có 2 cái nội dung kiến thức trọng tâm nhất, đó là cái sự chuẩn bị. Sự chuẩn bị của vua Quang Trung, đúng không? Với binh lính nhá, với cái lực lượng đúng không? Đấy, và cái tinh thần nhá. Rồi, cái diễn biến đúng không? Các con sẽ lưu ý cho cô. Đấy, cái tài của vua Quang Trung trong việc đúng không? Sự tài ba này, mưu trí đúng không? Sáng tạo nhá, quyết đoán, rất là nhiều những cái phẩm chất tốt đẹp ở đây. Được chưa? Trong chiến đấu nhá. Đấy, đây đây nó là những cái nội dung rất là quan trọng nhá.
Dùng phải zoom to cái phần comment của các con lên sao tự nhiên là bé thế nhỉ? Đúng rồi, bác Hồ mới có nhiều nickname. Mỗi lần đi một nước bác Hồ lại có một tên, đúng không con? Đấy, vua Quang Trung mới chỉ có mỗi ba tên thôi, rất là ít mà các con. Bắc Bình Vương, Nguyễn Huệ, Quang Trung, đúng không? À, hay là Nguyễn Huệ trước, xong rồi Bắc Bình Vương, xong rồi Quang Trung, đúng không? À, cô Nhung phân tích cho các con nhá. Cái tên Nguyễn Huệ ấy, thì là cái tên gọi là tên khai sinh đi, đúng không? Đấy, tên ở nhà. Đấy, tên từ bé đến lớn của Quang Trung. Còn tên Bắc Bình Vương là cái tên mà sau khi ba anh em nhà Tây Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ đã giành được chính quyền, và Nguyễn Nhạc là ông vua cả, đúng không, là vua Anh đấy, đã phân chia cái vùng gọi là vùng cai quản cai trị cho hai em, đó là Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ đấy. Thì Nguyễn Huệ thì cai quản ở phần phía Bắc, thì vì vậy nên là ông Nguyễn Nhạc ông ấy đã dành cho Nguyễn Huệ một cái tên đó là Bắc Bình Vương. Còn Nguyễn Lữ thì cai quản phần phía Nam ở phần Gia Định ấy đấy, phần Gia Định ấy, cho nên là đặt một cái tên đó là Đông Định Vương nhá. Còn vua Nguyễn Nhạc thì cai quản cái vùng ở giữa miền Trung nhá. Đấy, được chưa? Thì như vậy là chúng ta sẽ chú ý cho cô những cái kiến thức nào là kiến thức trọng tâm trong ba phần này nhá. Đấy, cái hai cái phần, ở cái phần 3 này thì cái sự thảm bại của vua Lê Triều Thống nhá, đấy nó sẽ là cái nội dung trọng tâm nhá, cái kết quả của một cái kẻ bán nước, đúng không, cõng rắn cắn gà nhà đây, được chưa? Đấy, ừ, đúng rồi, Quang Trung rất là tài ba, nhưng mà sau này thì những cái người con của ông lại không được bằng nhá. Đó, ok, như vậy là chúng ta đã xong được cái phần đầu tiên là phần khái quát chung về tác giả và tác phẩm nhá. Vậy thì ở đây cô Nhung sẽ, trong cái thời gian còn lại thì cô Nhung sẽ cố gắng cô Nhung dạy cho các con được hết cái phần thứ nhất nhá. Cái phần thứ nhất là cái phần nguyên nhân vì sao Nguyễn Huệ lại lên ngôi vua nhá. Còn cái phần thứ hai và cái phần thứ ba này chúng ta sẽ để sang tiết thứ hai, được chưa? Tiết thứ hai của bài này cô Nhung dự định sẽ dạy cho con hai tiết. Tiết một chúng ta khái quát chung, và chúng ta sẽ xem xét cái nguyên nhân vì sao mà Nguyễn Huệ lên ngôi vua là cái phần thứ nhất của tác phẩm, được chưa? Đấy, để cô Nhung uống một ngụm nước nha. Chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ nhất của bài này trong phần đọc hiểu văn bản. Ôi dồi ôi, hồi nhỏ tưởng Quang Trung là anh Nguyễn Huệ có chết không ấy chứ. Nha, cô Nhung nói lại một lần nữa này. Nguyễn Huệ, đúng không? Bắc Bình Vương, Quang Trung nha, là một người, được chưa? Đấy, đây là tên khai sinh, đây là tên do Nguyễn Nhạc, đúng không, Nguyễn Nhạc đặt đấy. Còn đây là tên niên hiệu do vua Quang Trung lấy nhá. Đấy, đây là một người, các con hiểu chưa? Đây, một người nhá, một người thôi chứ không phải là ai nữa, hiểu chưa? Ôi cô mệt quá con ạ. À, trông cô bơ phờ quá, cô mệt thật sự. Đấy. Ồ, lại sắp 9 giờ, rất hết giờ rồi đúng không? Ừ, quá là nhanh luôn. Bởi vì sao? Bởi vì là cái tiết thứ nhất bao giờ cũng như thế mà các con. Cái tiết thứ nhất bao giờ cô giảng hay quá nên giờ gần hết là tiếng rồi. Cái tiết thứ nhất bao giờ cũng là cái tiết khó khăn nhất, bởi vì là những cái vấn đề khái quát chung, là những cái vấn đề mà chúng ta nhìn nhận một cách toàn diện một cái tác phẩm nhá. Còn sau cái đến cái tiết thứ hai, các con thấy không, cái tiết thứ hai thì luôn luôn là cái tiết mà chúng ta tìm hiểu sâu được vào tác phẩm rồi ấy, thì chúng ta sẽ thấy nó dễ, và chúng ta giống như chúng ta khai mở được cái chìa khóa, chúng ta mở được cái cánh cửa ra rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhá. Đấy, bạn Diệp Linh Đan là bạn nào mà cô cứ dạy K5 đi cô là như thế nào nhỉ? 2K5 à? 2K5 là lớp 10 hả? Đấy. Ok, cô Nhung sẽ sắp xếp lịch sau nhá. Còn bây giờ phải dành thời gian cho 2K6 đã nhá. Ưu tiên 2K6, 2K5 thì thôi, 2K5 thì học lại á, học lại làm gì đúng không? Học sách lớp 10 dần đi con nhá. Đấy, cô Nhung sẽ, cô Nhung cố để dạy cho các con thêm 15 phút mà cô Nhung đang hơi bị mệt đây.
Cố gắng nhá, cố gắng đi hết được cái phần 1 đúng không? Chúng ta sẽ sang phần 2 La Mã nhá. Đọc hiểu. Phần 7. Nhá. Thì theo cái bố cục chúng ta là phân chia đúng không? Đấy, theo cái bố cục chúng ta phân chia thì phần 1 chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân vì sao Nguyễn Huệ lên ngôi vua. Vì sao Nguyễn Huệ lên ngôi vua các con nhỉ? Và cái đoạn văn đầu tiên của cái tác phẩm này, mở ra cái tác phẩm này là cái đoạn văn mà rất là nhiều những cái tên lạ đúng không con? Rất là nhiều các cái tên mà các con phải nghiên cứu nhá. Ngô Văn Sở là ai? Nguyễn Văn Tuyết là ai? Đúng không? Rồi đàng trong đàng ngoài Lê, rồi thì vua Lê Thụ Phong, vân 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 vân. Rồi thì Bắc Bình Vương đấy, rồi thì nhà Tây Sơn, vân vân vân, rất là nhiều những cái từ ngữ, rất là nhiều những cái thuật ngữ nó mang hàm lượng kiến thức lịch sử nhá. Đấy, vì sao mà vua Quang Trung lên ngôi vua, à cô xin lỗi, vì sao mà Nguyễn Huệ lên ngôi vua đấy, hay nói khác là Bắc Bình Vương lại phải chính vị hiệu nhá. Đấy, các con sẽ có những cái từ ngữ như vậy đúng không, để chúng ta sẽ xem xét nguyên nhân vì sao. Các con comment cho cô nguyên nhân vì sao đây. Đấy, sau khi dẹp Trịnh đúng không, sau khi dẹp Trịnh thì nhà Tây Sơn đã vào Phú Xuân để đóng đô nhá. Sau khi diệt Trịnh xong thì nhà Tây Sơn đã vào Phú Xuân để định đô. Miền Bắc thì giao cho hai tướng, đó là tướng Sở và tướng Lân cùng với Ngô Thì Nhậm trấn giữ đúng không? Đấy, và các con thấy rằng cái đoạn 1 này này, cái đoạn đầu tiên của cái tác phẩm mà chúng ta mở cái sách giáo khoa là chúng ta đọc, nó là cái tình hình rất là cấp bách đúng không? Cái lúc này là lúc rất là cấp bách này. Đấy, tướng Sở và tướng Lân cùng với những cái binh lính của mình đang cố gắng xoay sở để giữ, trấn giữ cái miền Bắc đúng không, được yên. Đấy, khi mà quân Thanh đến Thăng Long nhá. Đấy, cái đoạn đầu tiên này đoạn miêu tả là cái tướng Sở và tướng Lân của chúng ta đang cố gắng xoay sở làm sao. Đấy, xoay sở như thế nào? Ngô Văn Sở sau khi đem các đạo quân rút lui tức tốc sang Nguyễn Văn Tuyết chạy chạn vào Nam cáo cấp. Vào Nam cáo cấp là đi đâu? À, vào Nam chính là vào thành Phú Xuân, đúng không? Đấy, vào kinh đô Phú Xuân của chúng ta, nơi mà lúc này ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ đang định đô nhá. Đấy, thì ở miền Bắc hoàn toàn lúc này là Nguyễn Huệ đang giao cái trọng trách là trấn giữ cho hai tướng, đó là tướng Sở và tướng Lân. Các con phải nhớ nhá. Đấy, và tại sao mà Nguyễn Huệ lại phải lên ngôi vua? Tại sao Bắc Bình Vương lại phải lên ngôi vua khi mà nhận được một cái tin báo như thế? Hả các con biết không? Đây nhá, và khi trước khi mà lên ngôi vua thì nhận được tin báo thì tại sao mà Bắc Bình Vương của chúng ta lại giận lắm nhá? Tại sao lại giận đây? Các con biết không? Đấy, tại sao lại giận? Bởi vì Bắc Bình Vương rất là bất ngờ đúng không? Tại sao mà khi mà vừa mới thống nhất đất nước xong nhá, vừa mới thống nhất đất nước xong chưa được yên trong một thời gian mà giặc lại sang xâm lược nước ta, cớ sao giặc lại biết để xâm lược miền Bắc nhá? Đấy, quân Thanh đúng không, xâm lược Bắc Kỳ nhá, trước Bắc Hà, cô xin lỗi dùng cái từ Bắc Hà này mới đúng với cái thời đại này chứ không phải là Bắc Kỳ nhá. Tại sao quân Thanh lại sang xâm lược mà lại không xâm lược, không đánh vào phía Nam trước, là kinh đô trước, nơi có vua Quang Trung đúng không, nơi có ba anh em. Đấy, vì nó biết là lúc này ba anh em nhà Tây Sơn đang có sự mâu thuẫn với nhau nha các con nhá. Đấy, tại sao mà quân Thanh lại biết được? Đấy, thì bởi vì đúng rồi, quân Thanh vào Thăng Long do vua Lê Thụ Phong đúng không? Đấy, bởi vì việc vua Lê được thụ phong, tức là vua Lê được gì đây các con nhỉ? Đây, chúng ta phải giới chú thích ra nhá. Nhận sắc phong An Nam quốc vương của vua nhà Thanh đúng không? Lúc này thì Lê Chiêu Thống đúng không, đã sang cầu cứu nhà Thanh, cầu viện nhà Thanh để mong nhà Thanh giúp đỡ nhá, và nhận được một cái sự hư vinh đúng không, của nhà Thanh đã phong cho làm An cái gì đây nhỉ, An Nam quốc vương. Đấy,
Vũ Quang Trung rất là giận, Bắc Bình Vương cũng rất là giận. Bởi vì sao? Bởi vì vừa mới thống nhất đất nước chưa được bao lâu thì lúc này quân lại kéo sang, đấy, giặc lại kéo sang để đánh chiếm nhá. Bởi vì là vua Lê đã bán đứng nhà Tây Sơn, trong khi nhà Tây Sơn đã giúp vua Lê gì nhỉ? Thống nhất đất nước, được chưa? Đấy, vừa định thống nhất lại bị giặc giã tấn công, cho nên là Nguyễn Huệ đã quyết định thân chinh cầm quân đi ngay, đúng không? Nhưng các người đến họp đều nói, các người đến họp tức là những cái người quân tướng trung thành với cả Bắc Bình Vương đã khuyên nhủ, đúng không? Đã khuyên nhủ như thế nào? Khuyên nhủ là chúa công với vua Tây Sơn có hiềm khích. À, chỗ này cô Nhung muốn hỏi các con là ba anh em nhà Tây Sơn có cái hiềm khích gì với nhau? Tại sao ba anh em nhà Tây Sơn lại có cái mâu thuẫn, và mâu thuẫn đó là mâu thuẫn gì nhá? Chính vì cái mâu thuẫn đó cho nên Bắc Bình Vương phải về, phải chính vị hiệu, đúng không? Trước khi cầm quân ra Bắc đánh dẹp thì phải chính vị hiệu, tức là phải làm cho cái danh vị của mình nó rõ ràng, đúng không? Tức là phải xưng vương, phải lên làm vua. Đấy. Trong khi lúc này chúng ta có vua chưa? Chúng ta có rồi, đó chính là vua Anh Nguyễn Nhạc, đúng không con? Đấy, tại sao ba anh em Tây Sơn lại mâu thuẫn với nhau, và tại sao Nguyễn Huệ lại phải lên ngôi vua là bởi vì cái mâu thuẫn này nhá. Đấy, thì các con sẽ nhớ cho cô. Vì sao lại mâu thuẫn thì bởi vì sao? Bởi vì ba anh em nhà Tây Sơn này đều rất là giỏi nhá. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ, được chưa? Đấy, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đều rất là giỏi, đều rất là tài. Đấy, nhưng mâu thuẫn vì sao? Chính vì giỏi quá, chính vì tài quá cho nên là ai cũng muốn, đúng không? Ai cũng muốn là mình phải là cái người mà được được điều hành đất nước, đúng không? Được có cái chính quyền, và đều có những cái tư tưởng, cái lý tưởng riêng của mình, cho nên họ không thống nhất được với nhau nhá. Đấy, sau khi mà Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ thống nhất được đất nước thì người anh cha cả đầu tiên là Nguyễn Nhạc lên làm vua. Đấy, và đóng đô ở Huế, cai quản cái kinh đô ở Huế và miền Trung. Phong cho hai em Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương, cai quản Gia Định, tức là Sài Gòn nhá, miền Nam, còn Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương, cai quản miền Bắc. Đấy, từ đèo Hải Vân trở ra. Được chưa? Vậy thì vì sao mà vua Quang Trung lại phải lên ngôi vua, lại phải chính vị hiệu? Chính bởi vì lý do đó nhá, chính bởi vì lý do đó là phải có được cái sự chính, phải lấy được lòng người đã, đúng không? Và phải để yên được những cái kẻ phản chắc nhá, cho nên mới có thể yên lòng ấy, có thể làm yên lòng dân chúng đã và lấy được lòng người rồi thì mới lên làm vua được nhá. Thì bởi vì vua Quang Trung, đúng không, nói riêng và cái những cái quân tướng của vua Quang Trung lúc đó nhá, nói chung muốn được một cái sự ra đi, đúng không, chinh chiến an tâm và được lòng dân, cho nên là mới phải chính vị hiệu nhá. Đấy, vậy thì vì sao Nguyễn Huệ lại xưng vua được nhá? Tại sao Nguyễn Huệ lại xưng vua được? Đấy, bởi vì là Nguyễn Huệ một trong ba anh em thì đều tài giỏi, nhưng Nguyễn Huệ lại là người tài giỏi nhất. Nguyễn Huệ lại có được cái chí khí, lại có được cái phẩm chất, cũng như lấy được cái lòng người nhất nhá. Rất nhiều người tài, một trong số đó phải kể đến là Ngô Thì Nhậm đã phò tá vua Quang Trung, đúng không? Rồi Ngô Văn Sở, rồi Lân, đấy đều là những cái người mà rất là giỏi, đều là những cái tướng văn tướng võ tài giỏi, nên đã phò tá phò trợ cho vua Quang Trung nhá. Và sau ngày mai buổi thứ bảy, khi mà chúng ta bàn luận đến cái phần diễn biến, thì cô sẽ phân tích cho các con những cái nguyên nhân nào, những cái yếu tố nào để làm nên một cái người anh hùng Quang Trung, và tại sao ông ấy là một cái người rất là toàn vẹn nhá. Ông là một cái người rất là toàn vẹn, có cả nhân, có cả đức, rồi có cả lễ nghĩa chí tín ở trong đó, một con người mà có rất là hội tụ rất là nhiều những phẩm chất tốt đẹp, đúng không? Đấy, được chưa? Bạn quý hình ảnh người anh hùng dân tộc có trí tuệ sáng suốt, có ý chí quyết thắng, tầm nhìn xa trông rộng, tài dụng binh như thần. Ok, rất chính xác nhá. Đấy, biết lấy lòng người, biết nhìn xa trông rộng, dùng người tầm nhìn xa. Đấy, ông là người giỏi nhất, vị vua yêu nước anh minh sáng suốt, lòng yêu nước thể hiện rõ qua hành động đánh giặc cứu nước, còn mưu trí. Đấy, ok, các con đều có những cái nhận thức, đúng không? Các con đều có những cái nhận thức rồi. Thế nhưng mà buổi sau ấy thì cô cũng sẽ làm rõ cho các con từng cái đặc điểm một,
đúng không? Và cái đặc điểm nào là điểm nổi bật nhất của Vũ Công Trung, chúng ta sẽ bàn bạc xem Vũ Công Trung là một cái người tài năng, một cái người tài giỏi, tại sao một là một cái người định nghĩa nhá. Cô Nhung sẽ có một cái phần đấy, thì phần 2 đúng không? Đấy, Vũ Công Trung. Định nghĩa của người anh hùng nhá. Thì đây sẽ là cái phần bài tập cho các con, được chưa? Đây sẽ là phần bài tập cho các con để các con sẽ thảo luận xem Vũ Quang Trung tại sao cô lại nói đây là một cái định nghĩa. Định nghĩa là một cái khái niệm đúng không, trở thành một cái khái niệm của những người anh hùng nhá. Đấy, tại sao Vũ Quang Trung của chúng ta lại trở thành một cái khái niệm, một cái định nghĩa, tức là một cái tấm gương tiêu biểu nhất, nổi bật nhất đúng không, mà tất cả những cái người anh hùng là chúng ta sẽ soi vào cái Vũ Quang Trung để chúng ta định nghĩa và chúng ta xem xét đúng không. Đấy chính là cái câu hỏi cô dành cho các con, tại sao Vũ Quang Trung lại là định nghĩa của một người anh hùng nhá. Đấy, cô dùng cái dấu gạch gạch ngang này này là cái phần chú thích nhá, tại sao Vũ Quang Trung lại là định nghĩa của một người anh hùng. Thì con sẽ phải trả lời, con sẽ phải nghiên cứu tất cả những cái vẻ đẹp phẩm chất của Vũ Quang Trung, con hiểu chưa? Đấy, vậy thì cái nguyên nhân đấy, quay trở lại ở đây, nguyên nhân vì sao Nguyễn Huệ lại lên ngôi vua, thì con sẽ phải làm rõ cho cô các ý ý thứ nhất, đó là sau khi dẹp Trịnh đúng không, sau khi dẹp Trịnh, nhà Tây Sơn vào Huế định đô nhá, vào Huế định đô ở miền Bắc, giao cho hai tướng Sở Lân cùng Ngô Thì Nhậm trấn giữ. Viết tắt Ngô Thì Nhậm nhé. Tại sao lại giao cho hai tướng Ngô Thì Nhậm trấn giữ? Vì lúc này là Vũ Quang Trung và cô dùng cái từ Bắc Bình Vương được không? Bắc Bình Vương đang có cái sự mâu thuẫn đúng không với vua Nguyễn Nhạc. Đấy, ba anh em đang có mâu thuẫn với nhau, cho nên là đang có cái sự giao tranh, giao chiến, có thậm chí là đánh nhau nhá. Ba anh em thậm chí là đánh nhau với lúc này. Thì ngay cái lúc mà ba anh em mâu thuẫn như vậy, mâu thuẫn nội bộ như thế, thì vua Lê Chiêu Thống đã cõng rắn cắn gà nhà đúng không. Đấy, nhân cái cơ hội là thấy được rằng là à, ba anh em đang mâu thuẫn đây, thì bây giờ ta liên kết với nhà Thanh để nhà Thanh giúp ta lấy lại được chính quyền. Đấy thì đấy sẽ là cái ý đồ của ông vua Lê Chiêu Thống đúng không, nhưng mà thực tế thì có được như vậy hay không nhá. Đấy thì thứ hai đó là chúng ta nhớ cho cô nguyên nhân khiến cho Nguyễn Huệ phải lên ngôi vua, đó là khi mà nhận được tin đúng không. Đấy đấy, nhận được tin từ các tướng về việc quân Thanh sang xâm lược nước ta, sang xâm lược đấy, đã tiến vào Thăng Long. Thì Bắc Bình Vương đã lên ngôi hoàng đế, lên ngôi vua nhá. Đấy, được chưa? Đã lên ngôi vua, các con mở hóa đơn ra, chính vị hiệu. Và cái việc lên ngôi vua này đấy để làm gì nhá, việc lên ngôi vua này, cái ý nghĩa của việc lên ngôi vua này để có hai ý nghĩa nhá. Thứ nhất là yên lòng, để yên kẻ phản trắc. Và thứ hai là giữ lấy lòng người. Nhá, đó, được chưa? Đấy, và để gì? Và để gì nữa nhỉ? Đúng rồi, vua Lê Chiêu Thắng vì mưu cầu quyền lợi của mình mà bán nước nhá, chính xác. Đấy. Ừ, được chưa? Đó thì đó chính là những cái nguyên nhân khiến cho vua, để vì sao mà Nguyễn Huệ lại lên ngôi vua nhá. Có ba cái ý mà con phải nhớ cho cô, đó là chúng ta phải tường thuật lại cái thời gian
đúng không? Cái thời gian rồi cái gọi là tình huống, và thứ hai là cái nguyên nhân trực tiếp, đúng không? Và thứ ba chúng ta nêu ra cái ý nghĩa của cái việc vua Quang Trung lên ngôi, Nguyễn Huệ lên ngôi vua, thấy chưa? Đấy, thì còn buổi sau là chúng ta sẽ làm rõ cho cô về cái nhân vật lịch sử ông vua Quang Trung tại sao lại là định nghĩa của một người anh hùng nhá. Đấy, ủa rồi đấy, cô Nhung cứ nói đến khoảng độ 1 tiếng là bắt đầu cô Nhung cảm thấy chóng hết cả mặt luôn, không thể nói được hơn nữa nhá. Thế thì cô Nhung sẽ dừng cái buổi học này lại ở đây nhá, được chưa? Đấy, thì trong buổi tối ngày hôm nay cô Nhung đã truyền đạt cho các con những kiến thức nào rồi? Thế con sẽ phải lưu ý cho cô này. Thứ nhất là cô Nhung đã cho con một cái nhìn bao quát nhất về tác phẩm, đúng không? Với cái việc mà chúng ta phân chia bố cục 3 phần nhá. Rồi những cái thông tin những cái thông tin về khái quát chung về tác giả, về tác phẩm, đúng không? Đấy, về cái thể loại này, về cái hoàn cảnh, về cái gọi là ý nghĩa nhan đề nhá, những cái mâu thuẫn trong ý nghĩa nhan đề, rồi những cái kiến thức lịch sử nó liên quan đến cái nhan đề cũng như liên quan đến tác phẩm, cô Nhung đã làm rõ cho con nhá. Được chưa? Các con hiểu bài không? Hiểu bài không? Nói cho cô biết nào. Đấy, nhớ phải thả tim thả like nhá. À, ai thả phẫn thì cô gì đây, cô chặn. Ừ, các bạn quen với thầy Tú đúng không? Các bạn quen với thầy Tú đó là cứ đứa nào thả phẫn là thầy chặn luôn. Nhưng mà cô Nhung không làm như thế nhá. Dù bạn nào có yêu cô hay bạn nào có chưa yêu cô thì cô Nhung cũng trân trọng hết tất cả các bạn đến với cô. Nghe cô nói thôi là cô Nhung đã cảm ơn rồi. Cô Nhung đã cảm thấy đấy là một cái duyên rồi. Không có việc gì mà chúng ta phải chặn nhau, không có việc gì mà chúng ta phải có những cái cảm xúc nó tiêu cực với nhau cả, đúng không? Đấy, à, buổi đầu tiên con xem cô like, con hiểu bài không nhá? Nếu mà hiểu thì comment cho cô Nhung biết nhá. Hiểu ít hiểu nhiều cũng là hiểu, đúng không? Đấy, có được những cái gì các con thu nhận được thì đấy là đều là quý giá trong một buổi tối 1 tiếng chúng ta gặp nhau, đúng không? Còn cô Nhung không có chặn bạn nào hết, cô Nhung cũng không có kích bạn nào cả. Cô Nhung cứ dạy ở đây, bạn nào yêu quý cô thì cô yêu quý lại, bạn nào không yêu quý thì thôi, đúng không? Chúng ta không phải chặn nhau nhá. Đấy, đấy là cô Nhung, được chưa? Rồi thôi nhá, tối nay là bạn tí bạn ý không muốn không muốn cho mẹ dành nhiều thời gian cho các anh chị đây mà, đúng không? Thế thôi cô Nhung xin chào tạm biệt các con, và cô Nhung hẹn các con vào tiết thứ hai của tác phẩm rất là khó nhá, Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Bye bye.